về thăm thành phố nào nưng mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhanh làn rừng. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn chạy bass bolero trong tông la thứ. Thì trong các clip ngày hôm trước tôi đã hướng dẫn các bạn chạy bass chuyển hợp âm đối với các cặp hợp âm khác nhau trong tông la thứ, thì bạn nào chưa xem có thể tìm để xem lại. Còn ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy bass chuyển hợp âm đối với cặp hợp âm la thứ sang son trưởng. Chúng ta vừa hát vừa chạy từ la thứ sang son trưởng thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Thì cái việc chạy bass từ hợp âm la thứ sang hợp âm son trưởng này nó để phục vụ chúng ta khi đệm hát, mà với những câu mà chúng ta chuyển hợp âm từ la thứ sang son trưởng thì thay vì chuyển hợp âm bình thường chúng ta sẽ chạy bass các bạn nhé. Tôi ví dụ đây, những cái câu mà tôi vừa hát đó, về thăm thành phố nào nước mùa xuân đó, thì chúng ta đánh bass bolero, đánh bolero bình thường. Ở đây là chúng ta sẽ chạy cái câu bass để thay cho cái tiếng đệm hát. Về thăm thành phố nào nước mùa xuân, ba lô trên lưng. Đó, thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai mẫu câu chạy bass từ la thứ sang son trưởng để các bạn có thể đem ra áp dụng với các cái câu hát khác nhau, những câu hát mà chúng ta đi hòa âm từ la thứ sang son trưởng. Thì để chạy bass này, nếu các bạn mà theo dõi các clip trước rồi thì chúng ta thực hành cái kỹ thuật này khá dễ. Tuy nhiên tôi đều phải phân tích lại từ đầu để các bạn mới xem và các bạn đã xem rồi, bạn nào cũng có thể hiểu được. Thì trước tiên để chạy bass chúng ta phải phân tích cái điệu bolero ra. Nó sẽ bao gồm boom 3 2 1 chát, boom chát, boom chát, boom. Đó, cái động tác này thì bạn nào cũng biết rồi. Thì cụ thể khi chúng ta chuyển từ la thứ sang son trưởng chúng ta sẽ có như sau: la 3 2 1 chát, boom chát, boom chát, son 3 2 1. Đó, la 3 2 1 chát, boom chát, boom chát, son 3 2 1. Ví dụ để về thăm thành phố nào nước mùa xuân, đó thì chúng ta sẽ có la 3 2 1 chát, boom chát, boom chát, son 3 2 1. Đó, thì cái việc chạy bass tức là chúng ta vẫn phải giữ nguyên các cái động tác như thế này các bạn nhé. Chúng ta điền những cái nốt bass vào, chúng ta chèn vào, chúng ta bỏ bớt cái động tác đi và chúng ta chèn cái nốt bass vào đó, làm sao mà để cho nó vẫn đúng phách, đúng nhịp các bạn nhé. Chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta thay thế các nốt bass, chúng ta thay thế những cái động tác này bằng các nốt bass, các cái động tác chát, boom chát, boom chát, boom này, thì chúng ta thay thế các động tác này bằng cái nốt bass. Nhưng mà thay thế làm sao để vẫn phải đủ nhịp, đủ phách các bạn nhé. Đó, thì trước tiên các bạn phải đánh chắc cái động tác để chuyển hợp âm từ la thứ sang son trưởng đó. Boom 3 2 1 chát, boom chát, boom chát, son 3 2 1. Đó, sau đó các bạn thay thế động tác này, chúng ta giữ cái động tác boom 3 2 1 chát, boom 3 2 1 chát, các bạn giữ lại các bạn nhé. Boom 3 2 1 chát, còn cái dãy đằng sau là boom chát, boom chát, boom, các bạn bỏ đi và các bạn thay vào đó bằng các cái nốt bass đó. Thì boom 3 2 1 chát này, thì cái dãy đằng sau chúng ta sẽ thay bằng cái nốt như sau. Cái giai điệu thứ nhất tôi sẽ hướng dẫn các bạn là hai cái giai điệu. Giai điệu thứ nhất sẽ như sau: la đô rê mi giòn. Đó, la đô rê mi, la đô rê mi các bạn quá quen thuộc nhé. La đô là dây 5 này, rê mi là dây 4. Đó, la đô rê mi giòn. Đó, la đô rê mi giòn, có nghĩa là chúng ta sẽ có cái giai điệu chúng ta thay thế vào, nó sẽ như sau: boom 3 2 1 chát, là đô rê mi son. Nó thay vì chát bùm chát bùm chát bùm, chúng ta thay thế nó vào bằng là đô rê mi son. Bùm 3 2 1 chát, là đô rê mi son. Đó, thì khi đến cái son trưởng này các bạn nhé, son trưởng thì một ngón chúng ta bấm vào nốt son đây, thì chúng ta sẽ bấm hai ngón còn lại, một ngón sẽ bấm đây, nốt son tức là cái ngăn ba của dây 6 đây. Thì khi chúng ta bấm được nốt son rồi thì một ngón chúng ta sẽ bấm vào ngăn 2 dây 5 và ngón còn lại, ngón út bấm vào ngăn 3 dây 1, chúng ta tạo thành hợp âm son trưởng và chúng ta đánh luôn 3 2 1 chát, boom chát, boom chát, boom, có nghĩa là chúng ta đánh theo cái điệu bolero luôn. Đó, là 3 2 1 chát, là đô rê mi son 3 2 1. Đó, sau khi chúng ta đánh hợp âm son trưởng thì chúng ta cứ đánh theo điệu nhạc của chúng ta chuyển hợp âm thôi.
vấn đề quan trọng nhất ở đây là chúng ta ghép lời hát làm sao mà chúng ta vừa hát vừa chạy bass, để hai cái này nó khớp vào nhau mới là quan trọng các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ đếm nhịp phách như sau. Ví dụ như tôi lấy cái bài mà tôi vừa hát đấy, tôi sẽ ví dụ một vài bài để các bạn có thể dễ tưởng tượng được. Ví dụ bài tôi vừa hát này: về thăm thành phố nào đừng mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Thì nếu mà các bạn không chắc nhịp á, thì chúng ta hát một đằng các bạn sẽ đàn nó một nẻo, nó không khớp vào nhau. Thì các bạn lấy cái lời hát ra, các bạn rap vào này. Chúng ta có về thăm thành phố đấy, nào nức mùa xuân. Chúng ta có Nào nức mùa xuân, chúng ta chỉ có 4 chữ thôi, nào nức mùa xuân. Mà nốt thì chúng ta có 5 nốt các bạn nhé. La do re mi son, la do re mi son. Cái này các bạn nào mà đã theo dõi các clip trước, các bạn thực hành sẽ khá dễ thôi. Thì chúng ta có náo và nức mùa xuân, tức là cái sau cái chữ náo chúng ta thêm cái từ và, hoặc là náo ơ chúng ta ngân thêm một từ náo à nức mùa xuân này. Náo à nức mùa xuân, la do re mi son, náo à nức mùa xuân. Nó chúng ta ráp cái lời hát vào cái câu chạy nó như thế thì nó mới khớp các bạn nhé. Bát 3 2 1 chát náo à nức mùa xuân, náo à nức mùa xuân thì nó sẽ tương đương với là đô rê mi giòn, náo à nức mùa xuân. Đó, chúng ta phải thêm cái à vào đó các bạn nhé, thêm cái à thì nó mới có nghĩa chúng ta ngân náo nức mùa xuân đấy. Náo chúng ta sẽ không náo nức mùa xuân mà chúng ta náo nức mùa xuân, nó thêm cái à ở vào đó. Náo à nức mùa xuân. Thì chúng ta đem tổng thể vào: về thăm thành phố náo nức mùa xuân, về thăm thành phố náo nức mùa xuân, về thăm thành phố náo à nức mùa xuân, về thăm thành phố nào nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Đó, các cái cách chạy bass của các cặp hợp âm còn lại thì tôi đã hướng dẫn ở các clip trước, bạn nào chưa xem thì lát nữa các bạn có thể tìm lại để xem. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến cái cách chuyển chạy bass, chuyển hợp âm từ la thứ sang son trưởng thôi. Đây cũng này, các bạn thực hành lại đây nhé. Về thăm thành phố nào nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Các bạn có thể ghép vào câu hát khác thôi, ví dụ câu hát khác này: hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. Màu tím tím anh cài lên mái tóc em, rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở. Đó, chúng ta chỉ quan tâm đến cái câu mà nó chuyển từ hợp âm la thứ sang hợp âm son trưởng thôi. Còn các cái câu chạy bass còn lại thì các bạn có thể tìm các clip cũ tôi đã hướng dẫn để các bạn xem lại. Đây, cái câu tuần sau anh đến hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc em. Bắt đầu số mái tóc em là la thứ, là chúng ta chuyển sang tuần sau này: anh cài lên mái tóc em, rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở. Đó, lại đây nhé: rồi hẹn tuần sau. Thì chúng ta ở đây chúng ta đánh chỉ có 3 câu thôi: hẹn tuần sau, cái rồi là chúng ta vào cái 3 2 1 các bạn nhé. Hẹn tuần sau chúng ta chỉ có 3 chữ thôi. Thì ở đây vấn đề chúng ta có 5 nốt là đô rê mi son. Thì ở đây câu hát chúng ta chỉ có 3 chữ thôi: hẹn tuần sau, thì chúng ta phải chèn này: hẹn à tuần à sau. Đó. Rồi hẹn à tuần à sau. Đấy, rồi hẹn à tuần à sau. Hẹn à tuần à sau. Đó. Rồi hẹn à tuần à sau. Đó, chữ rồi là chỗ 3 2 1 các bạn nhé. Rồi hẹn à tuần à sau thì chúng ta có này: rồi hẹn à tuần à sau. Đó, rồi hẹn tuần sau. Đó,
rồi hẹn tuần sau, rồi hẹn à tuần à sau. La đô rê mi sòn này, la đô rê mi sòn, rồi hẹn à tuần à sau. Đó, rồi hẹn à tuần à sau. Đó, chúng ta đánh nhanh này. Rồi hẹn à tuần à sau. Đó, anh cài lên mái tóc em. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nhớ. Cái câu này khá khó, các bạn cứ đếm nốt và các bạn gáp rap vào lời hát sẽ được các bạn nhé. Đánh chậm này. Rồi hẹn tuần sau, rồi hẹn tuần sau. Đó, anh cài lên mái tóc em. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nữa. Nhờ cái này thì các bạn cứ xem kỹ và các bạn tập kỹ lại thì sẽ được thôi. Rồi chúng ta chuyển sang cái giai điệu số 2 thì nhìn tay sẽ đẹp hơn và nghe giai điệu sẽ hay hơn một chút. Thì giai điệu số 2 chúng ta sẽ chuyển như sau, vẫn là từ la thứ sang song trưởng đây. Thì cái này chúng ta vẫn như cái câu trước thôi, nhịp phách không có gì khác, chúng ta vẫn giữ bùm và hài một chát. Đó, và năm cái nốt khi nãy chúng ta sẽ thay thế bằng 5 nốt khác. Đó bao gồm các nốt Đô, Rê, Mi, Son, Sòn. Thì Đô, Rê, Mi, Son, Sòn các bạn bấm như nào? Khi mà chúng ta bùm, 3, 2, 1, chát, thì các bạn đưa ngón út các bạn bấm nốt Đô này. Đó, sau khi chát xong các bạn đưa ngón út bấm nốt Đô các bạn nhé. Đô ngăn 3, dây 5. Đô, Rê, Rê là ngăn 5, dây 5. Đó, Đô, Rê. Các bạn nhìn lưu ý đây nhé. Đô là ngăn 3, rồi kéo lên ngăn 5 là nốt Rê, sau đó dùng ngón trỏ bấm nốt mi là ngăn 2 dây 4, sau đó lại dùng ngón út bấm ngăn 5 dây 4 là nốt Son. Rồi chúng ta đưa ngón trỏ chúng bấm Son này là chúng ta đưa thẳng tay vào âm Son trưởng chặn luôn, và chúng ta gảy dây số 6 ta có cái nốt bát Son. Đó, Đô, Rê, Mi, Son, Son. Đó, Son này chúng ta bấm luôn hợp âm Son trưởng chặn, ngón chặn đây ngăn 3, ngón bấm đây dây 3, ngón bấm đây dây 5 và ngón bấm đây dây 4. Các bạn phải chặn cái âm này các bạn nhé. Thì chúng ta có này, bùm 3 2 1 chát, Đô, Rê, Mi, Son, Son, 3 2 1. Các bạn quan sát kỹ lại cái động tác Đô, Rê, Mi, Son, Son này. Đô, Rê, Mi, Son, Son, bùm 3 2 1 chát, Đô, Rê, Mi, Son, Son. Cái này chúng ta ráp lời hát vào, nó không khác gì cái cách ráp lời hát và đếm nốt để ghép vào cái lời hát động tác này, không khác gì cái câu trước các bạn nhé. Tại vì nốt nó vẫn số lượng nốt và số lượng câu hát như thế, chỉ khác là cái động tác chúng ta thôi. Ví dụ đây, về thăm thành phố nào nức mùa xuân, ba lô trên lưng. Nó đánh chậm lại đây. Về thăm thành phố nào nức mùa xuân, ba lô trên lưng, mang theo nhánh lan rừng. Đó, cái cách để đếm nốt và ráp vào động tác không khác gì cái câu trước chúng ta tập. Đấy, ví dụ lại là cái bài hôm chia tay hoa 10 giờ đây. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc em. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nữa. Đó, lại đây các bạn nhé. Anh cài lên mái tóc em. Rồi hẹn tuần sau. Đó, rồi hẹn tuần sau, anh cài lên mái tóc em. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nữa, anh sẽ ghé thăm em.
Đối với cách chuyển bass ở các cái câu hát khác thì các bạn phải xem các cái clip cũ tôi đang dẫn nhé. Ở đây chúng ta chỉ tập trung vào cái việc mà chuyển từ la thứ sang son trưởng. Xin chúc các bạn thành công.